Ngày 21 tháng 9, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel công bố phát sóng 5G và đưa vào khai thác hạ tầng kết nối vạn vật IoT tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ công bố, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh người dân đã cùng trải nghiệm nhiều dịch vụ ứng dụng trên nền 5G như giao lưu với robot mô phỏng các động tác được điều khiển từ xa qua sóng 5G, xem video trực tuyến với độ phân giải 8K, du lịch ảo qua camera 360 và một số ứng dụng như nhà thông minh, các ứng dụng kết nối internet vạn vật IoT. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang rất quyết tâm xây dựng đô thị thông minh, lấy con người làm trung tâm. Việc hợp tác với Viettel xây dựng hạ tầng ICT hiện đại và các nền tảng cốt lõi cho xã hội số sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hóa tầm nhìn và chiến lược này, giữ vững vai trò chủ lực dẫn đầu cả nước trong việc chuyển đổi số. Theo lãnh đạo Viettel, tập đoàn này hiện đã hoàn thành việc xây dựng 1.000 trạm NP IoT phủ sóng 100% thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Viettel cũng phủ sóng 5G trên toàn bộ phường 12 quận 10 của thành phố. Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước phủ sóng 5G liền mạch và IoT trên diện rộng. Trên bình diện quốc tế, Viettel đang là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 50 nhà mạng đầu tiên trên thế giới triển khai thành công công nghệ 5G. Với kế hoạch thương mại hóa 5G vào năm 2020, Viettel sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc triển khai 5G.